mọi người, đây là món ăn Hàn Quốc. Phôn gà. Phôn gà. Hôm nay anh muốn giới thiệu cái món ăn Hàn Quốc. Gà có thịt ngừng, bù xăm dốc, cả ba chi bỏ, belly, vừa bỏ, có any cũng ngon. We sometimes we eat this with beef and squid. Yeah. Dip it like nước mắm. Galbi, yang nhâm galbi. Mọi người nói tiếng Việt cái hơn nè mọi người. Sườn tươi. Còn này là sườn bò ớt gia vị. And we have pet tail. À, này thong. Lưỡi hả anh? Này, cái món này là lưỡi bò nè. Anh chưa ăn cái này. Đây có nhiều món ha. Samgyeopsal, very signature menu. It's really famous samgyeopsal. Dưa galbi, like pork rib. Sườn heo ướp gia vị. Đúng rồi. Mấy món này là nướng mà mọi người. Đây là samgyeopsal. Like very normal samgyeopsal. Đây hả? Tteok galbi, barbecue. Ôi, cái này nhân ngon quá nè. Cái này là món gì anh? Tteok galbi, barbecue. Like we use heo, thịt heo, plus gochujang, pepper, nhiều lắm. So it kind of spicy. Cái này cũng là ăn. Heo trộn với nhiều là ớt. Cái này là tteokbokki. No, không phải. Tteok chim. Chi hả? Tteok chim. Tteok chim là món ăn truyền thống Hàn Quốc. Tteok chim, bánh gạo hải sản. Đúng rồi. Plus seafood. Đúng rồi. Ngon quá. Cái này là chap chê, like miếng trống chap chê là tên tiếng Hàn, miếng trộn. Nhưng mà ăn không thích cái này. Cái này ăn thích cái này. Dạ. Ngon quá. Bánh hành. Bánh hành hải sản rất là nổi tiếng rồi. Như bánh xèo Việt Nam. Dạ. Đây, cái này. Chị kìa có ngon. Cái này không ngon hả? Món mà. Canh đỗ tương. Với cơm mà, món mà. Anh thích cái này. Budae jjigae. Kimchi. Anh nói cho em rồi, khi ngoài Hàn Quốc so poor, không có tiền. Nhưng mà có vốn đôi từ nước Mỹ. We use American and they always bring something. Anh nói là những cái loại thức ăn mà trộn lại nhiều món với nhau giống vậy nè. Là khi Hàn Quốc mà còn nghèo á mọi người, không có thức ăn nhiều á, cái họ tìm trong gia đình hỏi có cái gì á là họ trộn lại. Not this man. It's ăn với nhau. Cái món này nè. Cái này là bulgogi. Ngọt quá. So yeah. Sweet. Cái này là kimchi jjigae. Cái này cũng ngon. Kimchi jjigae. Ngon quá. Canh kimchi. Đây, nhiều kimchi. Đây, bây giờ anh bắt đầu trộn món. We will eat. Mang xin chào các bạn. Em không muốn ăn cơm không? Cơm. Em muốn. Hay không? Một kimchi chi. Một cái này. Kimchi mà nó. Dạ. Một cái này. Một cái này. Dạ đúng rồi. Cái này cái cây. Ok. Oh, can I change? Ba thân nhập sạc đi. Người ta đem ra cho mình bao nhiêu đó ra đó mọi người. Đây, nhân viên của cái quán ăn. Bên đây có vợ chồng của anh này đang ăn. Bây giờ
là muối chuẩn bị sống để ăn. Mỗi món ở đây là miễn phí, free nhiệt. Tất cả những cái đồ bỏi, đồ này nè mọi người, là miễn phí. Chúng ta có kim chi ở đây. Anh sẽ giới thiệu cho mọi người nha. And this is omuk with fish ball. Uh-huh. Cá viên. Dạ. Cá viên. Cá viên. Cá viên. Different. Yeah. With ketchup. Quay quay nè. Ngon quá. Any cucumber plus pit. Yeah. Mm-hmm. Also very delicious. Any like garlic and salad. Salad and book. Cái đó sao? The taste is different. Yeah. Wanna try? Anh chưa nói mà. Còn cái này? Cái này là kimchi. Kim chi nhưng mà không có cải. Cái đó là cải á mọi người. Cái này là kim chi bột cơm. Cái này là kim chi chén. We fry kim chi with dip with meat. Cái đó là kim chi của cải thảo á. Xong rồi mình xào lại với thịt. Còn cái nén chè, nén cuộn. Very cool because Vietnam really hot, so I think they prepare this food for us. Canh rong biển. Cái này là tôm. I don't know the food name, but I tried it before and it's really delicious. Nhưng mà tôm sống hả? Sợ sợ rồi. Oh yeah, it's really good. Really good hả? Yeah. Okay, I will try. It's buchen. It's how can I say? We em có biết không? We use this key chúng ta lắm kim chi. Cái này là củ cải trắng. Đúng rồi. Kim chi củ cải trắng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà we make it slice. Nhưng mà bây giờ thay vì người ta để nguyên cái cây á thì bây giờ người ta cắt nhỏ rồi mọi người. Ta làm kim chi nè. So we can eat with this with tom or dip noodle. Can I eat now? Nhà mọi người, người ta dọn ra cho mình nè. Đó. Hấp dẫn chưa? Đây là cái dĩa thịt mà người ta mới đem ra cho mình nè. Cái này là u sam yok. Dạ. Thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ hả? Thịt. Ba chỉ. Ba chỉ. U sam yok. Cái này là như bacon của beef. Bỏ. It's really delicious. Mm-hmm. Okay. Anh nói là Hàn Quốc á, bình thường nếu mà trước mình ăn giống như là thịt nướng nữa thì mình sẽ ăn mấy cái đồ bỏi này trước nè, mấy cái món này trước. New appetizer. Mình sẽ ăn thử cái này nha. Đây. Mời mọi người. Cái này chỉ là chả cá thôi. Ăn nó cũng giống chả cá của mình, không có gì quá đặc biệt. Ở bên đây anh sẽ nướng thịt cho mình. Đó. Mình chỉ có việc ăn thôi. Vậy là chín rồi đó, vậy là mình ăn được rồi nè. Để em xem how to làm sao ăn. We use this and put as many vegetables as you want. Many different vegetables. Yeah. Bây giờ anh hướng dẫn cho mình làm sao để ăn thịt nướng. Do we have salt? Có. Để rau, một miếng thịt, miếng sốt. Để cơm vô. Rồi, để cái này vô.
quay cho em, để cho em dọn cái. Đó mọi người. Plus. Cái này là hành nè. Hành. Trời ơi, một bàn tay luôn. Really big. Con phơi nhỉ? Dạ. Bây giờ anh làm cho mình nè mọi người. I like it, but I don't put it. Mời mọi người nha. Nè, anh gói cho mình nè. To vậy nè. Sao ăn đây ta? Cố gắng. Anh nói khi anh ăn thịt nướng, anh ăn rất là nhiều rau. À, còn nhiều đó hả mọi người ơi? Bây giờ mình sẽ vô mình ngồi ở đó, gần anh Hun. Come here. Order doesn't matter. Thank you.
Chào mọi người nha. Mọi người có dịp mọi người đến đây ăn. Cái chỗ này á là thức ăn rất là ngon. Giống như là anh Hôn nói là nó giống với Hàn Quốc luôn á. Bây giờ ăn no say rồi. Chào mọi người. Khách bây giờ bắt đầu đông rồi đó. Hơi ồn mà.